Chào các bạn, chào mừng các bạn đến kênh dạy nghề spa dưỡng sinh của mình là Hà Tranh. Chào các bạn nhé, mình là Chi Chi, trợ lý của chị Hà Tranh. Như các bạn đã biết, giảm béo là một môn không thể thiếu đối với các spa dưỡng sinh và nhu cầu giảm béo của khách hàng thì vẫn luôn rất là cao. Hôm nay kênh dạy nghề spa dưỡng sinh thì xin giới thiệu với các bạn một phương pháp giảm béo dưỡng sinh mà kênh bên mình đã học, du nhập công nghệ chính hãng và đang phân phối độc quyền ở Việt Nam. Đây có thể gọi là phương pháp giảm béo dưỡng sinh thế hệ thứ tư mới nhất hiện nay, với 6 tác động giảm béo cùng một lúc trong một buổi trị liệu. Bộ sản phẩm này mang lại hiệu quả cực kỳ tốt và lại có thể khắc phục được hầu hết tất cả các nhược điểm của các phương pháp giảm béo dưỡng sinh trước kia, như là người thì nhân viên làm thì rất là mệt, khách hàng thì đau đớn. Với phương pháp này, các bạn hoàn toàn có thể làm từ 6 đến 10 ca giảm béo mỗi ngày mà không có vấn đề gì cả. Khách hàng thì gần như không có cảm giác đau đớn hay khó chịu nào cả, thậm chí khách có thể ngủ trong khi các bạn đang làm nhé. Hiệu quả giảm béo có thể thấy rõ rệt qua từng buổi. Thông thường ít nhất là sau mỗi buổi các bạn đo lại kết quả ngay thì chắc chắn là khách hàng sẽ giảm ít nhất từ 2 đến 6 cm trong một vòng. Sau một liệu trình 10 buổi thì khách hàng có thể giảm từ 10 đến 25 cm trong một vòng. Mình đang nói là một vòng chứ không phải là 3 vòng cộng lại các bạn nha. Và bộ dụng cụ mình nói tới đó, tên đầy đủ của nó là bộ dụng cụ giảm béo chuyên nghiệp Nữ Quy Thành. Và sau đây chị Hà Tranh sẽ mở bộ dụng cụ để giới thiệu với các bạn thành phần chính của bộ dụng cụ cho các bạn được biết nha. Bộ dụng cụ giảm béo phân giải mỡ Nữ Quy Thành gồm 4 gậy giảm béo, 10 cốc nhấn nhiệt, 1 tinh dầu giảm béo động đặc, 1 tinh dầu nhỏ rốn và 30 gói bột tóc phân giải mỡ. Và như mình đã nói thì bộ dụng cụ này có hiệu quả giảm béo cao là nhờ có 6 tác động diễn ra cùng một lúc trong một buổi trị liệu. Và sau đây mình xin đi và chi tiết giới thiệu về bộ sản phẩm cũng như giải thích rõ hơn với các bạn hiểu về 6 tác động của nó. Tác động giảm béo thứ nhất đó là cốc nhấn huyệt. Có tất cả 10 cốc nhấn huyệt trong bộ giảm béo. Như các bạn đã biết thì trên bụng chúng ta có rất nhiều huyệt vị dùng để giảm béo, ví dụ như là khí hải, quan nguyên, thiên khu hay thủy đạo. Và nó sẽ có tác dụng khá là tốt nếu chúng ta tác động chính xác, đủ độ sâu và thời gian đủ lâu vào các huyệt đạo này. Điều này không phải dễ nếu các bạn làm bằng tay. Tuy nhiên với cốc nhấn huyệt thì các bạn lại có thể hoàn toàn làm được điều này rất là dễ dàng. Cốc nhấn huyệt giúp khai mở huyệt đạo, tác động trực tiếp và cốc huyệt cần sử dụng để giảm béo trong một thời gian dài mà không cần phải bấm huyệt bằng tay, giúp nâng cao hiệu quả trong việc bấm huyệt giảm béo. Chúng ta sử dụng chính tại các huyệt như khí hải, quan nguyên, thiên khu, thủy phân, kiến lý, hoa dư, thủy đạo. Thời gian sử dụng là từ 10 đến 15 phút trong một lần liệu trình nha các bạn. Tác động giảm béo thứ hai đến từ gậy phân giải mỡ. Cái sản phẩm gậy phân giải mỡ trong bộ sản phẩm nó có 4 chiếc, được làm hoàn toàn từ gỗ tự nhiên. Gậy phân giải mỡ giúp tác động trực tiếp vào các mô mỡ, làm hóa lỏng các mô mỡ cứng, đánh tan mỡ, giúp định vị dạ dày, thải độc ruột, giúp giảm đầy hơi trướng bụng. Ngoài ra gậy phân giải mỡ còn có tác dụng thông kinh lạc, trừ phong hàn, tác động giảm đau nhức mỏi toàn thân, đặc biệt là vùng lưng và cổ vai gáy. Gậy phân giải mỡ được là thiết kế có các kích thước khác nhau, dùng để giảm béo tại các vị trí thích hợp trên cơ thể như bụng, eo, lưng, đùi, bắp tay và bắp chân. Thời gian sử dụng gậy béo thông thường là từ khoảng 20 đến 30 phút trong một lần trị liệu. Tác động giảm béo thứ ba mình nói đến là tinh dầu giảm phân giải mỡ Nữ Quy Thành. Đây là loại tinh dầu giảm béo với thành phần chính là sâm đắng, tinh dầu cam, đại hoàng, nhân sâm, bạc hà, vân vân. Tinh dầu giảm béo này có đặc trưng nổi bật nhất đó là hàm lượng đồng đặc gấp 2 lần so với các tinh dầu giảm béo thông thường khác, giúp cho dễ dàng hóa lỏng mô mỡ, khai mở huyệt đạo, phân hủy mỡ nhanh chóng, tạo tác dụng êm trượt êm khi sử dụng kết hợp với gậy giảm béo hoặc là dùng tay. Tác động giảm béo thứ tư được nói đến là tinh dầu rốn Nữ Quy Thành, được chiết xuất từ sơn tra, bưởi đắng, nhân sâm, cam thảo và hơn 10 loại thảo dược khác. Một giọt tinh dầu rốn nhỏ trực tiếp vào tại rốn ở huyệt thần khuyết, mang lại nhiều tác dụng đặc biệt cần thiết và hiệu quả đối với người giảm béo, như là thải độc, làm sạch đường ruột, điều trị táo bón lâu ngày dẫn đến béo phì, thẩm thấu vào thành ruột non, giúp cho nhuận tràng và hạn chế cảm giác thèm ăn. Tác nhân thứ năm giúp giảm béo và cũng là tác nhân quan trọng nhất, nó là linh hồn của hàng xương sống của bộ giảm béo này, đó là bột đắp phân giải mỡ Nữ Phấn. Bột đắp phân giải mỡ Nữ Phấn thì chia làm hai loại là kim phấn và ngân phấn, gồm có 30 gói thì có 20 gói kim phấn và 10 gói là ngân phấn. Kim phấn thì dùng chuyên dùng để trị liệu đối với mỡ cứng, mỡ lâu năm. Ngân phấn thì dùng với mỡ
mới hình thành hoặc là để nâng cơ định hình form cho cơ thể. Thành phần chính của bột đắp thân thể mỡ đâu có hơn 60 vị thuốc bắc như sơn tra, kim ngân hoa, linh chi đỏ, hoàng liên, trần bì, trạch tả, cầu kỳ, hoàng kỳ thuộc địa hoàng, sơn chi, tăng lương liệt diệp sinh địa hoàng. Tác dụng chính là làm phân giải mỡ cứng, hóa lỏng mỡ, phân giải các mô vi tế nhằm hút mỡ và đào thải mỡ dễ dàng qua đường mồ hôi và tiểu tiện. Bột đắp phân giải mỡ giúp làm tan mỡ triệt để nên giúp ngăn ngừa hiệu quả việc béo trở lại của khách hàng so với các phương pháp khác. Thời gian sử dụng thường thường là từ 30 đến 45 phút trong giờ pha hoặc lâu hơn nữa thì càng tốt. Tác động giảm béo thứ 6 mà mình muốn nói đến đó là đai hồng ngoại. Nó giúp cho tinh dầu giảm béo và bột phân giải mỡ thẩm thấu sâu hơn vào cơ thể. Đai giảm béo hồng ngoại thì gồm có 4 cục dung và 3 chức năng điều chỉnh nhiệt độ nóng. Nhiệt độ của đai giảm béo thông thường là từ khoảng 55 đến 65 độ, giúp cho việc giảm béo nâng cao hiệu quả hơn các bạn nhé. Bộ giảm béo phân giải mỡ được thiết kế và để sử dụng tinh dầu bột đắp phân giải mỡ được khoảng 30 lần. Tuy nhiên thực tế bên mình làm thì thấy là với lượng dầu và thuốc trên các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được từ 45 đến 50 lần. Điều này làm ra giá thành và chi phí cho một lần sử dụng sản phẩm xuống rất là thấp. Các bạn mua bộ sản phẩm bên mình sẽ chuyển giao đầy đủ kỹ thuật làm cũng như là các lưu ý khác để các bạn sử dụng bộ sản phẩm để đạt được hiệu quả cao nhất nha. Như vậy bên mình vừa giới thiệu chi tiết về bộ giảm béo gậy hay là bộ giảm béo phân giải mỡ Liễu Khuynh Thành cho các bạn được biết. Mọi thắc mắc và thông tin chi tiết khác các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với chị Hà Tranh theo số điện thoại trên màn hình để được tư vấn rõ hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của kênh. Tạm biệt.